Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ năm, ngày 25 tháng 10 năm 2018 có những nội dung chính sau. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang thăm và kiểm tra một số mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Bình tham gia thảo luận về luật phòng chống tham nhũng. Khai trương tuyến du lịch Hang Vòm, Diễn Vòm. An toàn thực phẩm bếp ăn tập thể tại trường học. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay ngày 25 tháng 10, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đi thăm và kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh tại một số mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn thành phố Đồng Hới và huyện Quảng Ninh. Cùng đi có đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Tỉnh ủy và lãnh đạo huyện Quảng Ninh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang cùng đoàn đã đến thăm mô hình trồng thử nghiệm sâm bổ chính của công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp công nghệ cao Tuệ Lâm. Công ty được thành lập từ năm 2017, hoạt động trong lĩnh vực trồng và chế biến dược liệu, áp dụng công nghệ cao theo tiêu chuẩn VietGAP và GACP-WHO. Hiện công ty đang hợp tác với các hộ dân và lâm trường Đồng Hới chuyển giao công nghệ và hợp tác sản xuất khoảng 12 hectare cây dược liệu tại huyện Bố Trạch và thành phố Đồng Hới. Với hiệu quả bước đầu từ mô hình trồng thử nghiệm sâm bổ chính, công ty sẽ tiếp tục mở rộng diện tích trong thời gian tới. Đồng thời, sau khi thử nghiệm thành công, sẽ chuyển giao công nghệ cho nông dân Quảng Bình và bao tiêu đầu ra cho sản phẩm để đưa sâm bổ chính trở thành sản phẩm dược liệu đặc trưng của tỉnh Quảng Bình. Biểu dương sự mạnh dạn của công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp công nghệ cao Tuệ Lâm trong việc đưa giống cây dược liệu mới vào trong thử nghiệm trên đất Quảng Bình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao hiện là chủ trương được tỉnh khuyến khích đầu tư. Ngoài ra, việc đưa vào trồng những giống cây mới để chuyển đổi cơ cấu cây trồng cũng là một trong những hướng đi đúng để thích ứng với biến đổi khí hậu như hiện nay. Với những thành công bước đầu của mô hình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn công ty trách nhiệm hữu hạn Tuệ Lâm sẽ tiếp tục đầu tư vốn, kỹ thuật để phát triển sản xuất và tạo dựng thương hiệu cho sâm bổ chính của Quảng Bình trong tương lai gần. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn đã đến thăm và kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh của công ty chăn nuôi công nghệ cao Buntafan Thái Lan tại xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh. Công ty Buntafan được thành lập từ năm 1985, chuyên về chăn nuôi công nghệ cao. Hiện nay, công ty có mặt tại ba quốc gia là Thái Lan, Lào và Việt Nam. Ở Việt Nam, Buntafan có 2 trang trại, trong đó có một trang trại tại xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh với diện tích 20 hectare, tổng mức đầu tư 10 triệu đô la Mỹ, quy mô 2.400 heo nái, gồm hai khu vực chính: khu heo nái sinh sản và khu heo cai sữa và hầu bì. Sử dụng công nghệ hiện đại khép kín, được kiểm soát chặt chẽ và thân thiện với môi trường. Hiện trang trại chăn nuôi của công ty đang cung cấp con giống chất lượng cao ra thị trường các tỉnh trong cả nước. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao tâm huyết của ông Sâm Tha Buntafan, tổng giám đốc công ty Buntafan, là người con của quê hương Quảng Bình, đã trở về quê hương để đầu tư mô hình chăn nuôi công nghệ cao. Ấn tượng với cơ ngơi, hệ thống chuồng trại và quy mô của công ty, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, công ty tiếp tục nỗ lực duy trì và phát triển dự án để trang trại sẽ trở thành điểm cung cấp giống có chất lượng cao cho các cơ sở sản xuất trên địa bàn trong tỉnh. Ngoài ra, cùng với việc cung cấp con giống, đề nghị công ty quan tâm hướng dẫn kỹ thuật cho các cơ sở sản xuất chăn nuôi trong tỉnh và giải quyết công ăn việc làm cho lao động địa phương. Quá trình sản xuất phải luôn kiểm soát chặt chẽ về phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các sở ngành liên quan và địa phương tạo điều kiện để hỗ trợ công ty trong quá trình đầu tư sản xuất kinh doanh tại địa phương. Hôm nay ngày 25 tháng 10, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nông nghiệp Quảng Bình đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2018-2019. Dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Năm học 2017-2018 là năm ghi dấu ấn quan trọng của chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nông nghiệp. Đây cũng là năm nhà trường được nâng cấp lên trường cao đẳng. Năm học vừa qua, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nông nghiệp đạt quy mô trên 8.500 học sinh, sinh viên, hoàn thiện và xây dựng 19 mã ngành đào tạo bậc cao đẳng, 20 mã ngành đào tạo bậc trung cấp và gần 40 mã ngành đào tạo hệ sơ cấp và đã được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phê duyệt 40 trọng điểm chất lượng cao ở cấp độ quốc gia. Tỷ lệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp đạt loại khá, loại giỏi, hệ trung cấp đạt trên 35%, hệ sơ cấp đạt 80%. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã đánh giá cao những kết quả
mà trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nông nghiệp đạt được trong năm học vừa qua. Năm học mới 2018-2019, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị nhà trường đẩy mạnh việc đa dạng hóa ngành nghề, bậc học đào tạo phù hợp với thị trường lao động của tỉnh, khu vực và xu hướng phát triển của cả nước, nâng cao năng lực quản lý, quản trị điều hành gắn với vai trò trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu. Đào tạo phải gắn với giáo dục đạo đức nghề nghiệp. Lấy chất lượng đào tạo, uy tín của giáo viên đối với học viên làm thước đo cho việc hoàn thành nhiệm vụ của người giáo viên. Dần khẳng định thương hiệu và tạo tâm thế cho một bước phát triển mới của một địa chỉ giáo dục nghề nghiệp đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh. Tại lễ khai giảng, hai cán bộ giáo viên đã được nhận bằng khen của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và giấy khen của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp vì đã có thành tích cao trong hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018. Trong dịp này, trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nông nghiệp đã khen thưởng cho các học sinh có thành tích cao trong học tập rèn luyện năm học 2017-2018 và trao học bổng quỹ hỗ trợ của các doanh nghiệp cho học sinh sinh viên nghèo hiểu học trong năm học vừa qua. Hôm qua ngày 24 tháng 10, đoàn công tác của tỉnh Quảng Bình do đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giai đoạn 2016-2020 làm trưởng đoàn đã đi tham quan trao đổi kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Hà Tĩnh. Qua 8 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn ở Hà Tĩnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện nay, Hà Tĩnh không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí. Dự kiến đến cuối năm 2018, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 140 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đặc biệt, Hà Tĩnh đã sáng tạo thêm tiêu chí thứ 20, đó là xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đến nay, Hà Tĩnh có 230 khu dân cư kiểu mẫu, trên 2.300 vườn mẫu. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, Hà Tĩnh đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò chủ thể của người dân, chú trọng xây dựng bộ máy văn phòng điều phối nông thôn mới cả cấp và cán bộ chuyên trách cấp xã, ra soát bổ sung và ban hành các chính sách phù hợp. Đây chính là những yếu tố cơ bản giúp Hà Tĩnh đạt được nhiều kết quả tích cực trong xây dựng nông thôn mới. Dịp này, tỉnh Hà Tĩnh đã chia sẻ với đoàn công tác của tỉnh Quảng Bình một số kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới, như cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm huyết, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, có chính sách khen thưởng kịp thời đối với những địa phương, tổ chức, cá nhân làm tốt. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14, sáng nay ngày 25 tháng 10, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật phòng chống tham nhũng sửa đổi. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình, đại biểu Nguyễn Ngọc Phương đã có bài phát biểu thảo luận. Phát biểu thảo luận tại kỳ họp, đại biểu Nguyễn Ngọc Phương cơ bản đồng tình với báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật phòng chống tham nhũng. Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Ngọc Phương cũng bày tỏ băn khoăn về việc có một ban phòng chống tham nhũng, nhưng luật không có một quy định nào về quyền hạn và nghĩa vụ của ban phòng chống tham nhũng và trưởng ban phòng chống tham nhũng. Về sự cần thiết mở rộng phạm vi áp dụng một số biện pháp phòng chống tham nhũng ra ngoài khu vực nhà nước, đại biểu cho rằng đây là việc làm cần thiết và phân tích thêm. Thực tế, tình hình tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước đã và đang ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời cũng làm hạn chế đến hiệu quả của công tác phòng chống tham nhũng. Ngoài việc phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc mà Việt Nam tham gia, thì việc mở rộng nó sẽ phù hợp với thực tiễn xã hội, với nguyện vọng của cử tri trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường hiện nay thì rất là cần thiết. Thời gian qua không ít doanh nghiệp ngoài nhà nước cũng bị thanh tra kiểm toán do liên quan đến đấu thầu, nhận thầu, bán tài sản, nguồn kinh phí từ các chương trình dự án của nhà nước. Tuy nhiên, để chống lạm dụng thì cũng phải có quy định cụ thể phạm vi về luật phòng chống tham nhũng trong phạm vi ngoài nhà nước. Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương cũng đã góp ý bổ sung vào một số nội dung cụ thể tại các điều luật. Tại điều 7, các hành vi bị nghiêm cấm, tôi đề nghị tiếp tục bổ sung nghiêm cấm chạy tội chạy án, thi hợp tác lẩn trốn và phân tán tài sản khi pháp luật điều tra truy tố. Thực tế, các hành vi bị nghiêm cấm trong luật tại điểm 2 điều 8 không thiết thực hơn những cái việc cấm chạy tội chạy án, gây rối, gây sức ép, cản trở đến việc điều tra xét xử. Tại điều 25, về công tác và thời hạn phải định kỳ chuyển đổi thì tôi đề nghị là phải xem xét lại cái chỗ là phải định kỳ sửa đổi, nên bỏ từ phải đi về vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi, chứ còn anh nói đến phải thì dứt khoát là
đến cái thời kỳ 2 đến 5 năm là anh phải đổi. Cái thứ hai cũng phải xem xét là trong quy định của Đảng là 3 năm, ở đây thì mình thì quy định 2 đến 5 năm. Thì như vậy là có những trường hợp là 5 năm rồi nhưng mà không chuyển đổi được. Thì mình cũng phải xem xét chứ ở quy định như thế này là quá chặt và nếu không thực hiện được thì là vi phạm luật. Tại điều 30, cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập, tôi đồng tình với phương án 1 giao cho thanh tra chính phủ, thanh tra các bộ ngành, thanh tra kiểm toán, kiểm soát tài sản thu nhập của cá nhân. Ở đây còn cần nói đến cái vai trò của Đảng đoàn thể là giao cho Ủy ban kiểm tra. Quan điểm này nó phù hợp với việc phân cấp quản lý, vừa sát với thực tiễn, không làm tăng thêm biên chế, không làm phát sinh nhiều cơ quan quản lý và không làm biến đổi quy mô hình thức điều hành. Còn các phương án khác tôi cho là không hợp lý. Tại điều 52, xử lý tài sản thu nhập tăng thêm, giải trình không hợp lý về nguồn gốc. Tôi đề nghị Quốc hội phải xem xét thật kỹ lưỡng và không thể đồng tình với phương án xử lý tài sản thu nhập tăng thêm mà người có nghĩa vụ kê khai không giải trình được, nguyên gốc sẽ chuyển cho tòa án. Tôi xin phân tích thêm một số lý do như sau. Thanh tra kiểm toán, cơ quan điều tra mà không chứng minh được tài sản thu nhập do vi phạm pháp luật mà có thì không thể có chứng cứ, không có cơ sở pháp lý để quy tội và không thể chuyển cho tòa án xét xử. Thực tế nhiều vụ án phạm tội nhận hối lộ, người ta khai là ông A đưa cho ông A ông B nhưng mà tòa cũng không thể là kết tội cho ông A ông B được bởi vì không có căn cứ. Hoặc là trong thực tế là có những cái vụ án là chủ tịch xã với là trưởng phòng quản lý đất đai khi nhận tiền của người dân nhưng mà bị truy tố thì chủ tịch xã là không bị tội mà lại là cái phòng quản lý đất đai vì tội là vì là có ghi đầy đủ ngày tháng nhận tiền nhưng mà lại không có cái căn cứ cụ thể như thế. Một cái điểm thứ hai đó là tài sản thực tế là của cá nhân, cơ quan có thẩm quyền không chứng minh được vi phạm pháp luật mà có nhưng lại giao cho tòa xử lý để thu hồi thì cái điều này có vi phạm với hiến pháp hay không? Điều 32 hiến pháp có quy định là mọi người có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải, nhà ở, tư liệu sinh hoạt v.v. Trong lúc đó cũng pháp luật cũng có quy định là pháp luật có quyền bảo vệ. Thì như vậy là nhà ở của tôi là tôi có thẻ đỏ, như vậy là pháp luật đã công nhận. Có xe của tôi là đăng ký tên của tôi. Thì như vậy là tất cả những điều này là đã pháp luật được thừa nhận. Thì bây giờ là tôi không kê khai mà lại thu nhập và cho rằng đây là bất hợp lý thì lại không được. Cái điểm thứ ba đó là không chứng minh được vi phạm mà thu hồi thì khó thực thi. Nếu thi hành án hoặc cưỡng chế thì chắc chắn sẽ phát sinh những xung đột rất là khó lường và sẽ làm bất an trong xã hội, gây ra những cái phản kháng, kháng cự chống lại pháp luật. Thì tôi đề nghị cái này là không thể thực thi được khi pháp luật mà đã ban hành. Một cái điểm thứ tư là không có căn cứ pháp lý mà chuyển cho tòa án thì sẽ làm khó cho tòa án. Vì kết luận đúng sai không có cơ sở, việc làm này sẽ dễ phát sinh tiêu cực, làm mất cán bộ, làm mất niềm tin của người dân, chưa nói đến là tăng số lượng vụ án, tăng thời gian xét xử, đòi hỏi phải tăng thêm biên chế cho tòa án. Báo cáo với Quốc hội rằng là tòa án hiện nay là nhiều cái vụ xét xử người dân người ta đã không tin rồi. Trong lúc đó là đưa cái việc này vào và không có căn cứ thì cái người này mất tài sản của mình thì không tội gì mà không chạy. Và tòa án có thể kết tội thế này không được, kết tội kia không được, rất là đơn giản. Thì rất là dễ tiêu cực trong vấn đề này cho nên không thể đồng ý được. Từ những phân tích trên tôi đồng tình với phương án 2. Trường hợp tài sản thu thêm mà không giải trình được một cách hợp lý về nguồn gốc mà các cơ quan tố tụng hình sự có liên quan không chứng minh được hành vi phạm tội mà có thì chuyển sang cơ quan thuế để thu thuế và theo cái cách diễn giải trình bày của đại biểu Hòa thì tôi rất đồng tình. Ở đây có thể là thuế có thể tăng thêm bởi lẽ là không chứng minh được thì 50% và bên cũng không giải trình được thì phải mất 50%. Thì tùy theo cái mức độ như thế thì có thể là cái phương án 45% thuế và thu thuế và phạt thuế như thế là tôi cho là hợp lý. Ngày 26 tháng 10, Quốc hội tiếp tục thảo luận về kết quả thực hiện nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018 và 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019 và nhiều nội dung quan trọng khác. Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị và các bạn hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình tại kỳ họp này. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với những thông tin đáng quan tâm khác. Khai trương tuyến du lịch Hang Vòm, Giếng Vọc.
an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể tại trường học. Hôm qua ngày 24 tháng 10, tuyến du lịch Hang Vòm - Diễm Vọc đã chính thức khai trương đi vào hoạt động đón khách. Hang Vòm cách đường Hồ Chí Minh nhánh Tây tại km 16 khoảng 4 km, cửa hang rộng 100 m, cao 50 m, có một hồ nước rộng ngay cửa hang. Trong hang có một số sụt cao khoảng 200 m, rộng khoảng 50 m. Bên trong hang Vòm có dòng suối ngầm chảy và đổ ra sông Chày. Hang Diễm Vọc cách khu du lịch sinh thái suối nước Mộc Phong Nha - Kẻ Bàng khoảng 1 km về phía đông nam, dài hơn 400 m. Trong hang có suối và 4 hồ nước. Hang có thạch nhũ đẹp và độc đáo. Việc đưa sản phẩm du lịch khám phá hang Vòm, hang Diễm Vọc vào khai thác sẽ thu hút du khách, đặc biệt là khách quốc tế. Tuyến du lịch mới được giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại du lịch Việt Hùng phối hợp với Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng khai thác. Trung tâm quan trắc và kỹ thuật môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình cho biết các chỉ tiêu quan trắc mẫu nước biển ven bờ biển Quảng Bình ở ngưỡng an toàn. Trước đó, ngày 18 tháng 10, đơn vị đã thực hiện việc quan trắc, phân tích, đánh giá chất lượng nước biển ven bờ tỉnh Quảng Bình. Các mẫu nước biển ven bờ tại ba điểm, bãi biển Quảng Phú và các bãi tắm Nhật Lệ, Hải Ninh đã được Trung tâm quan trắc và kỹ thuật môi trường Quảng Bình tiến hành quan trắc, phân tích 11 chỉ tiêu. Kết quả, các chỉ tiêu phân tích trong mẫu nước được quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép và phù hợp với kết quả quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước biển phục vụ mục đích thể thao, giải trí dưới nước, nuôi trồng thủy sản, bảo vệ môi trường biển và các mục đích khác. Thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững, nâng cao hiệu quả kinh tế từ rừng. Thời gian qua, huyện Minh Hóa đã chỉ đạo các địa phương tích cực chăm sóc và khai thác gỗ rừng trồng. Tận dụng lợi thế về rừng và đất lâm nghiệp, huyện Minh Hóa đã tích cực triển khai các chương trình, dự án để hỗ trợ người dân trồng và nâng cao chất lượng gỗ rừng trồng phục vụ cho công việc chế biến. Trong đó, đẩy mạnh việc thực hiện chương trình trồng rừng gỗ lớn, hỗ trợ người dân đưa giống cây keo lai nuôi cấy mô vào sản xuất. Từ đầu năm đến nay, người dân trên địa bàn huyện đã trồng mới được hơn 1.500 ha rừng, trong đó có hơn 111 ha keo lai nuôi cấy mô. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện cũng tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng, khuyến khích người dân đẩy mạnh khai thác các diện tích rừng trồng trong thời kỳ khai thác. Từ đầu năm 2018 đến nay, người dân cả xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã khai thác được hơn 585 ha rừng, sản lượng gỗ khai thác 30.000 mét khối, giá trị kinh tế mang lại từ rừng hơn 17 tỷ đồng. Để góp phần giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ Việc làm thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Quảng Bình đã tăng cường liên kết với các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tư vấn, tuyển dụng, tạo cơ hội giúp người lao động có được việc làm phù hợp. Trung tâm Dịch vụ Việc làm Quảng Bình đã cung cấp thông tin về thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng, việc làm và xuất khẩu lao động cho các địa phương trong tỉnh và thông qua trang thông tin điện tử việclamquangbinh.gov.vn. Từ đầu năm đến nay, trung tâm đã tổ chức 39 phiên giao dịch việc làm, thu hút 206 lượt doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trực tiếp và ủy quyền tài sản. Qua đó, tạo cơ hội cho hơn 2.500 lượt người lao động được phỏng vấn trực tiếp và đã có hơn 2.000 lao động đạt qua vòng sơ tuyển. Từ nay đến cuối năm, trung tâm dự kiến sẽ tổ chức khoảng 10 phiên giao dịch việc làm, mời khoảng 40 doanh nghiệp tham gia nhằm tạo điều kiện cho lao động địa phương tìm kiếm cơ hội việc làm. Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo bắt giữ hai đối tượng người Việt Nam về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới. Theo đó, vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 23 tháng 10, lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng Đinh Xuân Thắng, 19 tuổi, trú tại thôn Thanh Lâm, xã Hòa Thanh, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình khi đang nhận ma túy từ Phan Tuấn Vũ, 25 tuổi, quê quán ở Hương Giang, Hương Khê, Hà Tĩnh. Lái xe khách Tuấn Dũng chạy tuyến Thạch Khè Vinh mang biển kiểm soát 38B01315. Tăng vật thu giữ được gồm 191 viên ma túy tổng hợp, 47 viên thuốc lắc, 2 túi ni lông chứa ma túy đá, 100 viên đạn thể thao, 6,5 triệu đồng và nhiều tăng vật khác. Tại đồn biên phòng, đối tượng Vũ khai nhận số ma túy trên được một đối tượng ở thị xã Thạc Hẹc, tỉnh Khăm Muồn, Lào thuê vận chuyển về Việt Nam cho đối tượng Đinh Xuân Thắng thì bị phát hiện bắt giữ. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện học 2 buổi một ngày, hơn 8.000 học sinh của 44 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đã đăng ký bán trú tại trường. Với cấp học mầm non, có 181 trên 182 trường tổ chức bán trú cho trẻ, chiếm tỷ lệ 99,4%. An toàn thực phẩm bếp ăn tập thể tại trường học
trở thành một yếu tố quan trọng, nhận được sự quan tâm đặc biệt của phụ huynh học sinh và toàn xã hội, bởi nó liên quan trực tiếp đến sức khỏe của con em. Vừa qua, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Bình đã tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm cơ sở bếp ăn tập thể với 23 trường tiểu học, mầm non trên địa bàn thành phố Đồng Hới. Đây là một hoạt động định kỳ 3 năm triển khai một lần nhằm tăng cường sự kiểm soát của cơ quan chức năng cũng như ý thức của đơn vị có bếp ăn tập thể trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm. Cũng trong thời gian này, Chi cục đã triển khai ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm với các trường học khác trên địa bàn huyện, thị xã có bếp ăn tập thể. Trong thời điểm này thì Chi cục đã phối hợp với các phòng giáo dục đào tạo triển khai đồng hồ bù các cái hoạt động về là tổ chức tập huấn xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho các cô tại các cái bếp ăn tập thể cũng như là các cái cô dạy bán trú, đồng thời thực hiện cái ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cái bếp ăn tập thể trường học. Bên cạnh đó thì Chi cục đã xây dựng cái kế hoạch kiểm tra giám sát tại các cái cơ sở bếp ăn tập thể trường học trên địa bàn trong cái diện quản lý. Theo quy định, trong chế biến thực phẩm, các trường cần thực hiện mô hình bếp ăn dinh dưỡng một chiều, thực hiện ký hợp đồng cung ứng thực phẩm với các đầu mối có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có giấy chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm của cơ quan chức năng đúng thẩm quyền quản lý. Thực đơn món ăn được lên lịch theo tuần và kiểm soát chặt chẽ các món ăn có chất xung khác nhau, thực hiện lưu mẫu thức ăn hàng ngày theo quy định. Nhà trường phải có hồ sơ quản lý công tác an toàn thực phẩm và thường xuyên kiểm tra, giám sát bếp ăn hàng ngày. Với chức năng, nhiệm vụ chăm sóc và nuôi dưỡng, nên mầm non là cấp học có gần 100% số trường có bếp ăn tập thể, phục vụ bữa ăn bán trú cho trẻ. Một ngày, trẻ có từ 2 đến 3 bữa ăn tại trường, nên việc đảm bảo an toàn thực phẩm là vấn đề mà mỗi trường học cần nghiêm túc thực hiện. Hàng ngày, buổi sáng thực phẩm đưa đến thì chúng tôi luôn có phân công cử người để kiểm tra nguồn thực phẩm đó đã đảm bảo và sạch sẽ hay chưa, rồi sau đó mới bàn giao chuyển sang cho nhân viên bếp. Chúng tôi cũng có kiểm tra và sức khỏe các nhân viên trong bếp, nếu thấy cô nào có tình trạng sức khỏe yếu hay là có bị bệnh cảm cúm hay gì đó thì nhà trường cũng cho phép mà cô nghỉ và phân công người phụ trách. Trường mầm non Thanh Trạch, huyện Bố Trạch là trường mầm non có số lượng trẻ bán trú đông nhất của huyện với 805 cháu ở 23 nhóm lớp. Tương đương mỗi ngày, nhà trường phải chế biến, cung cấp cho các cháu khoảng 2.000 suất ăn, gồm cả 3 bữa. Việc đảm bảo an toàn thực phẩm cần chấp hành đúng quy định pháp luật và tỉ mỉ trong từng khâu chế biến, nhập nguyên liệu đầu vào, vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thực phẩm. Để chủ động một phần nguồn rau xanh an toàn, trường còn ưu tiên dành diện tích đất trồng rau sạch từ cung ứng một phần cho bữa ăn. Định kỳ kiểm tra một năm học hai lần. Ngoài ra, tùy theo tình hình thực tế có thể triển khai kiểm tra đột xuất là những đợt kiểm tra mở rộng của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh và kết quả cũng chỉ mang tính thời điểm. Nên trên thực tế, đảm bảo an toàn thực phẩm cần có sự chuyên tâm và trách nhiệm của nhà trường, đội ngũ giáo viên, cô nuôi với mỗi bữa ăn của học sinh. Từ điều kiện con người triển khai thực hiện ký cam kết, cái điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị của các trường được đảm bảo đáp ứng để phục vụ cho hoạt động bếp ăn tập thể bán trú. Tuy nhiên bên cạnh đó thì một số trường cũng nắm bắt chưa hết các cái quy định về cái tại các cái điều kiện về bếp ăn tập thể, nên là các cái hoạt động về kiểm thực 3 bước rồi lưu mẫu thực phẩm thì cùng một số cái hạn chế, thì các đoàn kiểm tra cũng đã kiểm tra hướng dẫn nhắc nhở để các trường thực hiện tốt hơn. Bên cạnh việc kiểm tra giám sát thực tế các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tại các trường học có bếp ăn tập thể, Chi cục còn lồng ghép phổ biến kiến thức, triển khai các buổi tuyên truyền về an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể. Đáng lưu ý là một số điểm mới trong Nghị định 115 ngày 4 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 10 năm 2018. An toàn thực phẩm trong trường học đang được Chính phủ, các cấp, các ngành quan tâm sẽ phần nào giúp các bậc phụ huynh yên tâm khi cho con học bán trú tại các trường học. Chương trình thời sự tối nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Sau đây là những thông tin dự báo thời tiết và bản tin thể thao.
Dự báo thời tiết Quảng Bình, đêm 25 ngày 26 tháng 10 năm 2018, khu vực thị trấn Đông Lê, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm từ 64 đến 97%. Khu vực thị trấn Quy Đạt, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm từ 65 đến 96%. Khu vực thị xã Ba Đồn, mây thay đổi, chiều tối có lúc có mưa rào, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ, độ ẩm từ 71 đến 95%. Khu vực Phong Nha, mây thay đổi, có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm từ 65 đến 97%. Khu vực thị trấn Hoàn Lão, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ, độ ẩm từ 73 đến 96%. Khu vực thành phố Đồng Hới, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm từ 74 đến 93%. Khu vực thị trấn Quán Hào, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm từ 74 đến 95%. Khu vực thị trấn Kiến Giang, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm từ 75 đến 96%. Dự báo thời tiết biển, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 4, độ cao sóng từ 0,5 đến 1 m, biển bình thường. Dự báo thời tiết Quảng Bình, đêm 26 ngày 27 tháng 10 năm 2018, mây thay đổi đến nhiều mây, sáng trời nắng, trưa chiều có mưa, mưa rào và có lúc có dông, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ.